Rồi, chào mừng anh chị đã đến với cửa hàng bán điện thoại nha. Thì hôm nay trên tay em đây là một con siêu phẩm chiến game cực kỳ là ngon luôn. Hôm nay em về rất được rất là nhiều máy nha. Đây là có hai phiên bản màu cho mình lựa chọn, màu tím mộng mơ và màu đen huyền bí. Đây là con máy thuộc top đầu của nhà Samsung rồi, được trang bị RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, cực kỳ là ngon luôn. Bởi vậy, hôm nay em xin test game con này Samsung Galaxy S21 5G. Đây là con máy thuộc cấu hình rất là khỏe nha, RAM 8, bộ nhớ 256GB, tha hồ cho mình lưu trữ luôn. Màn hình tràn viền 6.2 inch, Dynamic AMOLED 2X, Full HD, Plus nha. Rất là ngon luôn, được trang bị loa kép, đặc biệt là điểm nhấn chính là chiếc camera hình chiếc lá đây, 3 ống kính thẳng hàng, nhìn vào rất là cân đối và đẹp, đặc biệt là hỗ trợ thêm đèn flash LED nha. Con này thì chiến game quá là ngon rồi, trang bị loa kép thì âm thanh nghe rất là hay. Rồi, em xin mời mọi người vào test tự game Liên Quân Mobile Match Setting với em nha. Rồi, mình để ở trên góc này thì mình cũng đã thấy rồi, 61 fps. Để xem con này chơi game có ngon không nha. Wow, hình ảnh quá là mượt mà luôn. Thực sự chơi game trên con này rất là sướng. Một chiếc màn hình 6.2 inch là rất là to nha. Đặc biệt là em này nó full viền luôn. Mình chơi game trên con này thật sự rất là đã luôn, cực kỳ là ngon nha, rất là mượt mà. FPS cứ 60-61 thôi là max setting rồi. Đây, FPS lúc nào cũng 60-61 hết. Con này rất là đáng mua để sở hữu nha. Một con máy chiến game ngon, nhỏ gọn, cấu hình khủng, và đặc biệt thuộc dòng S cao cấp của nhà Samsung như thế này thì rất không thể nào mà bỏ lỡ được. Không hề có một chút giật lắc gì luôn. Con này quá khỏe. Rất là ngon trong tầm giá luôn nha. Thật sự đây là con máy chơi game rất là ngon. Về thao tác sử dụng hàng ngày thì không cần phải nói rồi, cực kỳ là mượt mà luôn. Con này là hỗ trợ màn hình 120Hz luôn nha. Đây là một chiếc màn hình rất là ngon. Đây, độ mượt chuyển động 120Hz. Thật sự quá là đỉnh cho một con siêu phẩm của nhà Samsung như thế này, Samsung Galaxy S21 5G. Bên em được rất là nhiều máy luôn nha, và đang bán với một mức giá rất là tốt luôn để mình sở hữu. Đây chính là con máy siêu phẩm của nhà Samsung, cấu hình thuộc top đầu rồi, màn hình rất là đẹp. Em mời anh chị trải nghiệm một thước phim cùng với em. Đây, con vẹt này thật sự màu sắc rất là đẹp luôn. Để em đánh giá được hết qua chiếc camera thì không thể nào mà đánh giá được hết, tại vì nhìn ở ngoài nó rất là đẹp, rất là ngon luôn. Được trang bị loa kép nha, hai loa kép âm thanh AKG cực kỳ là hay, nghe nhạc rất là sống động luôn. Rồi đây, em xin test nhanh một tấm hình nha. Được trang bị camera chính 64MP đi kèm với hai camera phụ 12MP. Thật sự hình ảnh cho ra chi tiết trên con này rất là sắc nét luôn, hình ảnh chân thực, màu sắc rất là đẹp, gần như là tương đồng như luôn đấy. Nhìn vào hình ảnh có rất là nhiều chiều sâu, anh chị thấy không ạ? Con xe rất là đẹp, và đặc biệt tốc độ xử lý hình ảnh con này rất là nhanh nha, không có phản hồi luôn. Một chiếc màn hình 120Hz như thế này thì quá là đáng mua, và được trang bị cầm trên tay rất là sang tay. Rồi, máy bên em là máy full chức năng nha, không lỗi làm gì hết, có hỗ trợ trả góp và ship code toàn quốc nha, bảo hành đầy đủ. Góp thì mình không cần chứng minh thu nhập, không gọi người thân gì hết, hồ sơ nhanh gọn thôi. Riêng con này hôm nay em phải làm góp là 6 con rồi. Ship code thì mình test máy, đến thanh toán, test máy rồi mình mới thanh toán nha. Em là chuyên các dòng Samsung, Oppo, iPhone, LG. Mình muốn đặt mua con này thì mình nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp ở số Zalo ở phần mô tả nha. Anh chị nào bấm phần mô tả phía dưới là sẽ thấy số Zalo bên em thôi, hoặc là mình đến trực tiếp. Em là em bán tại cửa hàng nha, không bán ở lề đường gì hết. Có chính sách bảo hành đầy đủ,
có cửa hàng, mọi người đến test máy hoặc là em có hỗ trợ ship code luôn nha. Rồi mình nhanh tay đặt mua nha. Em là chuyên các dòng Samsung, Oppo, iPhone, LG nha. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều.